Yeah, cuối cùng kênh Châu Già cũng đạt được 5.000 đăng ký rồi người ơi. Hello, xin chào mọi người đã đến video mới của mình là Châu Già đây. Và một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tất cả mọi người đã luôn xem video và ủng hộ mình suốt thời gian qua. Và mình mong thời gian sắp tới mọi người sẽ luôn ủng hộ mình và cùng mình đi thêm đạt nhiều thêm nhiều cục bóc mới nha mọi người. Như là 10.000 đăng ký, 15.000 đăng ký nha mọi người. Let's go. Nếu người hay cho mình xin một like, đăng ký kênh, người cảm ơn rất nhiều ạ. Mà hãy yêu người ạ. À. Vậy à? Cái gì vậy fan? Tự nhiên có súng quay là chơi tôi à? Ai làm gì bạn đâu? Mà đây còn đi súng người qua luôn. Ủa, ok đây cái. Ồ, ok là gì của tôi bạn ơi. Có hai mạng cho mấy con người nè người. Ok đây cái đây. Ui, ui gì vậy? Ui, anh trưởng mình hay gì mọi người ạ? À? Có súng sao không cầm bắn mình đi bạn ơi? Bắn tạch 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 mình chết rồi. Tự nhiên cầm tấm tấm mình mọi người ạ. À? Hình như định trưởng kame nhưng mà bị lỏ mọi người ạ. À. Ê ai dĩ fan trò lửa mà chị ui dính luôn kìa. Ui nhảy xuống này, nhảy xuống à, chạy ra luôn à. Ui công mà luôn à. Ui xí 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 bạn ơi, tôi đang hiêu máu bạn ơi. Xí 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 ngoài tường, ngoài tường, ngoài tường. Ui đi luôn luôn. Ui dù 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 dù. Ui trên nhà có, trên nhà có nữa. Hai này chung tem, hai này chung tem. Ra đây, ra đây. Công tôi nè, công tôi nè. Thì sao, thì sao, thì sao bạn ơi. Trên nhà chỉ còn nè người ạ. Ui leo xuống chơi luôn. Ui thằng này máu, thằng này máu. Ô, hình như bắn, hình như bắn gì vậy? Bắn tôi nè bạn ơi. Ra đây có ngon, ra đây. Ô, lên khối xanh luôn kìa. Ngu người. Hổ báo leo qua cửa sổ nhảy xuống công mình người ạ. À. Rồi xong bị bắn lỏ. Không phải mình bắn mà bị thằng trên tháp bắn hay gì người ơi. Quá đen cho một thanh niên. Vô nhà mọi người, bên nhà bên ngoài đường có người kệ đi. Mình công rồi trong đây trước cho mọi người, tại mình không có máu người ạ. À. 5 kill rồi. Mấy này tâm trạng khá là vui luôn người ơi. Vui là vì mình là đạt cột mốc 5.000 đăng ký người ạ. À. Mà cũng có buồn người ạ, không biết sao mấy ngày nay kênh mình bị bóp tương tác hay sao á. Mà lượt xem nó bị giảm người ạ. Làm video đăng lên bị giảm tương tác mà khá là buồn người ạ. Nhưng mà không sao, có một người luôn ủng hộ mình là mình vui rồi người ơi. Trên đây hình như có người nè người, để mình lên chết thử nè. Nãy nghe tiếng súng bắn đồng đồng trên đây nè. Mà có thôi. Có nè bạn ơi, tôi biết bạn mà. Tôi biết bạn ở trên đây mà, trời ơi. Nãy nghe bạn bắn rồi. Con chân ở dưới người ạ. Nói gì ạ? À, chăn chối lời cuối cùng người ạ. Con chim phía ngoài, có như phía ngoài không kia. Chạy quay rồi đấy, ta lâm băng lên. À chạy lại không chạy ra đây à. Chạy đi xuống chơi luôn kìa. Ủa, trên đây có người bắn nè. Ui không chết kìa. Chà, một đầu một người. Ủa. Để tôi bạn ơi, cái ếch là ngày của tôi. Nên chơi trên đây luôn kìa, cho đang lụa nha. Lụ đạn nè bạn ơi, không biết tới không ta. Lụ. Ra đây. Ở thằng trái luôn ạ. Sao đừng có đi súng. Có đi xe vô. Có tiếng mô tô chứ là xe lên ở trên đó mọi người ạ. Ở bờ lên luôn nha. Lên luôn. Ui không chết vậy. Lên luôn mọi người ạ. Đang cơ bách. Tranh thủ lên ra liếm được bạn nào không nha. Ớp lưu đạn lên. Thằng nào chạy lên là đùng lấm. Đây một trái bên đây nè. Có cái chân phía ngoài nè mọi người ạ. Chạy vào đây. Chạy vào đây bạn ơi. Wow. Di chuyển qua phải rồi. Dòng qua phải chơi luôn. Trên nhà vẫn còn người ạ. À. Ở đây. Chạy đâu. Tôi gạt bạn luôn bạn ơi. Trên nhà như vẫn còn người ạ. À. Để mình chết thử nha. Có dấu chân rồi. Đó. Nghe. Trên nhà trên lầu người ạ. À. Chịu đó. Nhúp kè phải không bạn ơi. Tôi biết bạn kè đây không. Ôi da. Không tới máu thôi. Tiếng chân trên đầu mình đang mùi ạ. Ngay trên đầu mình luôn nè. Sao mình chữ nó không ăn thua hết à. Lên luôn mùi ạ. Lên luôn. Ra đây. Ui. Ra đây. Không ra tôi chạy. Ui bắn dính với mùi ạ. Nửa cái máu luôn. Đứng dưới đó nè. Xong bạn rồi. Ok. Sao mình chữ ngay góc rồi sao không chết ta. Rõ ràng đứng trên đầu mình mùi ạ. Từ hiếu máu có tính tiếp mùi ấy. Không được rồi. Không có bơm mùi ạ. Có lửa nè. Đây có chiếc bơm choáng rồi. Xong. Lụ đạn choáng người à. Quăng trái choáng nó bị choáng đẩy lên luôn nha. Ai quy. Chạy đi. Chạy rồi vô luôn rồi. Cơ hội. Cơ hội tới rồi bạn ơi. Ke nó đi. Phía ngoài vẫn còn tiếng súng người ạ. À. Nếu nghe tiếng súng bắn đâu rồi. Còn có chân nè người ạ. À. Có chân nè. Bên nhà. Này mình sẽ bắn Herdibitger với S12K luôn người ạ. À. Lâu rồi mình không bắn Herdibitger nha. Này có skin mới sẵn bắn luôn người ạ. À. Skin của RB nhìn cũng khá là đẹp á, màu mè đấy.
cho bạn hai trái lửa nè bạn ơi, các con chạy vô đây, vô vô đây nè bạn ơi. Xong bạn rồi, lắm 10 kêu người ạ, đi săn thôi. Và chắc qua gách ca mua cái giáp người ạ. Có tiếng súng, có tiếng súng. Rồi, có tiếng súng luôn người ạ. Nơi nào có tiếng súng, có cháu già. Đâu rồi, mới nghe bắn tè đâu rồi. Đây, còn lút tô cái người ạ. Ơ, kìa, cái gì gì, dạ. Úi cha, lỏ nha. Vô luôn. Lỏ nhưng mà chưa có phế bạn ơi. Lụm bạn luôn, cậu vàng. có chiếc chân nè. Ồ, vô luôn. Ra đây bạn ơi. Phía ngoài mọi người ạ. Lên nhà. À, chào bên nhà nhỏ, qua nhà nhỏ. Rồi, vô nhà là chỉ có ăn lựu đạn thôi bạn à. Chứ làm cách nào nữa. Lựu đạn chứ con ạ. Lựu đạn nè bạn ơi. Ôi, lẩm. Việc nhẹ lương cao người ạ. Một trái lựu đạn là một mạng người ạ. Qua gạt luôn, đồng đội bạn đâu bạn ơi. Đồng đội bạn đâu, ui sát quá trời luôn vậy. Ồ, có đạn xuất dân luôn nè. Chồng S12K mà không có đạn hơi lỏ người ơi. 12 kill người, ủa còn ai không vậy? Mới nóc thôi mà. Để mình đỏ bon chi người. Ồ, có người luôn kìa. Ồ, vô luôn. À, trong Doraemon người ạ. Vô luôn. Tiếp chiêu. Dạ. Trời, định bẻ qua góc bên đây mình đụng tường người ạ. Cho bạn ăn lửa nè bạn ơi, chặn cửa này. Ồ, còn con thang. À, thấy rồi nha. Ê, đây khuất quá, dòng qua đây. Rồi, ui chạy lên, ui dính lửa. Vãi sao mình quăng lửa, mình hay bị dính lửa của mình quá ta. Chui phòng người ơi. Vô phòng. Đang ngồi uống măng gà kìa, nghe uống sẹt người ạ. Xong. Leo qua đây, tôi biết bạn sẽ leo qua cửa sổ này. Bắn cửa leo qua này bạn. Cậu Giang, đi đâu vậy cậu Giang? Trời ơi. Cậu Giang đi lạc gặp cháu già người ạ. Đúng kiểu luôn người ạ, con trâu với con chó. Ở đây có chiếc bút ghi của ai ta? Nắm nghe tiếng súng bắn ở đây nè người ạ. Để tạo thử người ạ. Ủa có tiếng súng, đồ dao bên đây nè. Nơi nào có tiếng súng này nó có cháu già. Tôi tới đây bạn ơi. Ủa nóc quá trời. Xí. Xuống kết. Thôi, có tiếng chân vô người mọi người. Kết phụ mạng. Chạy vô đây. Vô đây nè bạn ơi. Còn ngoài. Từ. Vô đây, ta lắm ơi nè. Thục, bụt. Trời ơi, cao này còn hẳn gì nè. Đây, để tôi. Kết là nghề của tôi bạn ơi. Còn hàng ngoài xe hư nè. Vô ra. Đồ da nè bạn ơi. Đồ da mạnh đó nhưng mà chưa đủ bạn ơi. S12K là một thục là một mạng. Giữa cái việc mà đang combat mà ở ngoài kia có những cái thằng nóc của mọi người mà sẽ ưu tiên KS trước nha mọi người. Tại vì KS là nghề của mình bạn ơi. KS là đam mê rồi, đã ăn vô máu rồi. Combat tính sao. Trên đây hình như có người nè mọi người, trên chỗ bồn nước á. Trên chỗ bồn nước, trên chỗ rô hóc mọi người ạ. Nãy chạy xa mà thấy có người chạy đó. Đây. Tôi thấy rồi nha. Làm xuống bắn người ạ. Bắn xa lỏ lắm. Hơn đi bigger x6 bắn xa hơi lỏ nha, mình bắn lỏ lắm. Ôi trời, không chết cho người ạ. Lên luôn, yếu rồi đẩy luôn người ạ. 17 kill người ơi. Nếu người hay cho mình xin một like, đăng ký kênh cho cảm ơn rất nhiều ạ. Lên luôn người ạ, ban lên bất chấp luôn, không biết mấy thằng người ạ. Đâu rồi bạn ơi? Ủa chạy đâu? Chạy đi đâu? Ôi trời ơi, quá trời đồ luôn. Vào, thời tới rồi. Đi thôi mọi người. Ôi, có chân. Chân phía dưới nè mọi người ạ. Đấy. Núp nè bạn ơi, thánh ly nè bạn ơi. Còn chân nè. Ôi đây. Ô chạy đâu vậy bạn ơi? Thanh Ngân, trời ơi, Ly với Ngân đi đâu vậy? Đồng đội của mấy bạn đâu? Sao để mấy bạn đi mình vậy? Ôi đây còn người nè. Ồ yếu nè. Xong, cho nó ăn lựu đạn mọi người. Lựu đạn nè bạn ơi. Rồi chạy ra đây. Tập luôn. Gà nè bạn ơi, ngon phết, Honey Bit ngờ bắn ngon phết. 21 kill người ạ. Săn rồi, có ai chạy vào đây nè. Boss gì ta? Ồ boss người ạ, boss thì ăn thôi. Ồ có người trong chung cư, lọc có người trong trường học người ạ. Vô luôn, định chết mạng boss mình hay gì vậy? Bắn đâu ta? Vô luôn người ạ, có tiếng súng mà chơi thôi. Khô máu đâu người, bo đang thu cậy bo người ạ. Bo này chưa đau đâu, chơi được. À, hình như chơi tóc hồ bơi người ơi. Rồi xác định, tấp vô. Ây da, từ bạn ơi.
Mấy bạn vậy? Có mình bạn thôi hả? Có mình bạn mà bắn mình là xong bạn rồi đó. Là chơi luôn vậy ạ. Từ quá, đứng đây chịu không được đâu. Đứng đây chịu, đứng đây nó bắn mình lỏ mọi người. Không sao, từ từ, đảo qua đây, đảo qua đây. Áp sát qua. Chắc ớp lựu đạn người, không thể nào chưởng được. Mình chưởng, đứng lên nó bắn mình liền người ạ. Mình bị chết mấy lần bị chưởng rồi mọi người ạ. Đang đứng lên chưởng nó bắn, tạt rồi lỏ. Tại mình đứng mình chưởng hơi bị chống rồi, mình phải gồng nữa. Đây, chạy đây. Ủa, không chết à. Chứ bơm cuối cùng rồi bạn ơi. Tôi hết bơm rồi đó bạn ơi. Bạn mà không chết thì tôi bỏ băng luôn đó. Chạy đây. Úi, sao mà đỡ được. Ô chứ đây xa có gì ha. Ô chạy. Nó dí mình không vậy? Còn không dí mình mùi ghê. Ô trong này có chiếc kim nè. Ô hai thằng đó. Ô chạy đâu vậy. Tập vô đây. Qua đây bạn ơi, vào đây. Ô giờ mày nghe tiếng súng khoái lắm. Nghe tiếng súng thì khoái lắm. Còn thằng đó, chạy đâu. Ô yếu lắm rồi nè mùi ghê ạ. Gạt con luôn rồi. Ôi trời, chiếc cứ bò mà tưởng chiếc kim của nó mùi ạ. Ép áp sát qua luôn. Tấp nhà gì đâu kìa, tấp vô nhà rồi. Vô luôn. Chờ lâu, đang có hiếu máu. Hết bơ mình chứ. Trời ơi, lỏ thật sự. Hết bơ mình còn cam mê mọi người ạ. Chưởng nè bạn ơi. Ui, sao không té máu ta. Cam mê này dạo này bị lỗi mọi người ạ. Sao chưởng không chết ta. Nãy bên nhà bên kia cũng vậy mọi người ạ. Chưởng không té máu gì chứ. Cam mê lỏ rồi mọi người ơi. Trên tay này, trên lầu nè. Phải nè. Chưởng cái nữa mùi ạ. Bút cấp phơ bạn ơi. Ok. Sao không kỳ vậy. Mình hết bơm mùi ạ. Có bơm mà thằng này nó xác định với mình rồi. Núp nè bạn ơi. Ôi. Quế thật sự mà. Khỏi luôn. Khỏi chưởng nữa. Lên chơi luôn. Giận thật sự với mùi ạ. Trên lầu mùi ạ. Hay đợi em bay lên mùi ạ. Bay lên quan sát nha. Đâu ta. Phải nè. À ngay chỗ cầu thang mọi người. Vô luôn. U. Đóng cửa lại. Ra đây. Tôi đóng cửa bạn mở cửa rồi bạn ơi. Sao mà đỡ được 25 kill. Còn trước mặt có chiếc xe mọi người, có chiếc xe bút ghi kìa, có hai thằng kìa. Lên luôn trong nhà có người nữa mọi người ơi. Họ đang bắn nhau, tụi nó đang bắn nhau mọi người ạ. À khác tem. Xong. Con chân này mọi người, có chân này. Chạy ra đây. Tạch lắm nè. Chạy ra đây nè bạn ơi. Tôi phục kích nãy giờ rồi. Còn nữa. Đây. Ngon, vòng ra đây. Vòng ra đây. Ủ đồ da. Lại là đồ da bạn ơi, chưa đủ. Vẫn còn đi chân, mọi người ạ. Tụi này chung tem hay khác tem mà sao tụi nó bắn lộn ra. Không biết mọi người ạ, thấy cờ Indo giống nhau rồi. Kệ mọi người ạ, có mạng là lộn thôi. Chung tem hay không chung tem là không quan trọng nữa. Có mạng thì chơi thôi mọi người ạ. 7 kill rồi. 4 thằng nữa. Lụm bê nè. 28 kill mọi người ơi. 3 thằng nữa, gán 31 kill nha. Tụi nó trốn đâu mình không biết đâu. Ủa sao này đáp vụ xuống nè. Ủa còn hồi sinh hả? Ủa làm gì còn hồi sinh. Ủa này đáp vụ đâu xuống vậy mọi người. Nấp với chúng tôi, đáp vụ xuống hả? Đáp vụ rồi, đáp vụ. Ui ui, bắn chết đi. Chạy mọi người, mới nóc thôi. Chạy. Đi săn tiếp mọi người. Ủa thằng đó đáp vụ đâu xuống ta, mình thắc mắc chưa biết nó đáp vụ ở đâu mọi người ạ. Ảo nữa. Ủa có người chạy qua đây, có người chạy đó. Ý để tôi, ít sáu đâu. Đây nằm rồi. Ôi da, dưới xe. Ồ, hỡi giờ ơi, tưởng đâu sấy lỏ à chứ. Hên chứ còn gỡ gạt từ mấy viên chót mọi người ạ. Còn cuối đâu ta, hãy trốn trong nhà mọi người ạ. Mình kiếm quà nó không thấy ta. Trong nhà bạn ơi. Ê. Không có mọi người ạ. Trốn đâu rồi. Ô nằm ở đây. Thì ra nằm ở đây, nằm mà đứng dậy là muộn rồi bạn ơi. Lắm 31 kill người. Thế được một trận top 1 31 kill, clip ăn mừng 5.000 đăng ký người ạ. Nếu người hay cho mình xin một like, đăng ký kênh người. Cảm ơn rất nhiều, hẹn gặp lại video sau. Cảm ơn người đã luôn ủng hộ và xem video mình suốt thời gian qua người ạ. Mãi yêu người ạ. Cảm ơn người rất nhiều ạ.